Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu đông máu sau khi tiêm vaccine COVID-19. Tụ tập giữa đêm, thanh niên đổ xăng châm lửa đốt đường phố. Thành phố Hồ Chí Minh tính chi 345 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo khó trong dịch bệnh. Xúc động nữ bác sĩ vắt sữa nuôi bệnh nhi COVID-19 xa mẹ. Ký sinh trùng ăn thịt hoành hành ở châu Mỹ. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin ngày 23 tháng 6 của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật trong ngày. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, trước kiến nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, khẳng định việc này là rất khó bởi một loại vaccine muốn được cấp phép sử dụng phải đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Và vaccine Nanocovax nghiên cứu dù có tính sinh miễn dịch tốt nhưng chưa đủ cấp phép khẩn cấp. Hiện nay, vaccine Nanocovax đã đi qua giai đoạn 2 của cuộc thử nghiệm và theo đánh giá có sinh miễn dịch rất tốt. Tuy nhiên, việc nghiên cứu mới chỉ ở cỡ mẫu vừa phải, trong khi với vaccine đòi hỏi cỡ mẫu phải vào chục ngàn người. Tương tự, giai đoạn 3 cũng mới chỉ tiêm xong mũi 1 cho 1.000 người và cỡ mẫu này vẫn chưa đủ để đánh giá. Trong khi theo kế hoạch cỡ mẫu giai đoạn 3 thử nghiệm trên 13.000 người. Đại diện Bộ Y tế cho biết, sau khi tiêm thử nghiệm mũi 2 sau 28 ngày, cơ quan chuyên môn cần phải tiếp tục đánh giá sau 36, 45, 56 ngày sau tiêm. Trên cơ sở đó mới đủ tiêu chuẩn đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Như vậy, ít nhất phải sau 2 tháng và thử nghiệm trên cỡ mẫu này mới có thể đánh giá. Thưa quý vị, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tổng thư ký Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, cho biết trên báo chí, đến nay nước ta ghi nhận khoảng 30% người sau tiêm vaccine COVID-19 không có triệu chứng đặc biệt hoặc thoáng qua không nhận biết được. Tuy nhiên, ông đề nghị sau tiêm vaccine, mọi người chú ý các dấu hiệu cảnh báo tình trạng huyết khối, cục máu đông sau tiêm. Tình trạng này được báo cáo với tỷ lệ 1-4 phần triệu, có thể xảy ra đến 28 ngày sau tiêm. Sau tiêm, các phản ứng như sốt, ấn lạnh, đau vị trí tiêm, người cảm giác mệt mỏi là rất phổ biến. Có hai phản ứng sau tiêm nguy hiểm hơn, gồm sốt phản vệ và huyết khối, đông máu, cần theo dõi chặt sau tiêm. Trong đó, phản ứng sốt phản vệ thường xảy ra ngay sau tiêm, trong thời gian theo dõi sau tiêm được xử lý bởi nhân viên y tế. Cũng theo Phó giáo sư Cơ, tình trạng huyết khối là một phản ứng muộn sau tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, có thể xảy đến 28 ngày sau tiêm. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh phản ứng này vô cùng hiếm gặp. Phó giáo sư Cơ khuyến cáo người dân chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe bản thân đến 4 tuần sau tiêm, đặc biệt chú ý các dấu hiệu. Triệu chứng như phù chân, phù tay dai dẳng, có những biểu hiện như tức ngực, khó thở, biểu hiện nguy cơ tắc mạch phổi. Biểu hiện đau bụng dai dẳng không tìm thấy nguyên nhân, có thể cảnh báo tắc mạch trong tạng. Biểu hiện nôn ói, đau đầu, nhìn mơ, thậm chí co giật liệt nửa người, có thể cảnh báo tắc mạch máu não. Những triệu chứng này cần được phát hiện càng sớm càng tốt, đến ngay cơ sở gần nhất để được tư vấn. Những ngày qua, nhận thấy nhu cầu người dân đi đến các cơ sở y tế gặp khó khăn do không có taxi, xe công nghệ 4 bánh, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho 200 xe taxi của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và 200 xe taxi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh lưu thông trên địa bàn thành phố. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn. Sau đó, Sở Giao thông Vận tải thông báo và yêu cầu các đơn vị tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, gồm xe buýt, xe khách, xe trung chuyển. Xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi sử dụng ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách cũng tạm ngưng hoạt động từ 0 giờ ngày 20 tháng 6. Việc này đã gây khó khăn cho nhu cầu đi lại của người dân khi có nhu cầu đi đến các cơ sở y tế. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị cho một số xe taxi được phép lưu thông. Khoảng 230.000 lao động tự do bị giảm sâu thu nhập hoặc mất việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, được đề xuất hỗ trợ bằng ngân sách thành phố với tổng số tiền là 345 tỷ đồng. Theo đó, người lao động tự do cư trú hợp pháp tại địa phương bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo thành phố được đề xuất hỗ trợ 50.000 đồng một ngày với tổng số tiền hỗ trợ một lần khoảng 1,5 triệu đồng một người. Trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được công an địa phương xác nhận. 6 nhóm lao động tự do được đề xuất hỗ trợ gồm bán hàng rong, buôn gánh, bán bưng, không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, v
vận chuyển hàng hóa, bán lẻ vé số, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả bảo vệ. Người làm việc tại một số địa điểm phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, sân khấu kịch, rạp phim, nhà hàng, rạp phim, điểm du lịch, trung tâm thể dục thể thao, điểm truy cập Internet. Khảo sát ban đầu từ các quận huyện thống kê có khoảng 230.000 lao động thuộc diện này. Trong đó có khoảng 70.000 người buôn gánh bán bưng, bốc vác, bán vé số. Như vậy, nếu mỗi người nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng thì tổng số tiền ngân sách chi là 345 tỷ đồng. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 cho những thí sinh đủ điều kiện. Thí sinh diện F sẽ thi đợt 2. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát đi văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng các điểm thi, hiệu trưởng của các trường có học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không tổ chức sinh hoạt nội quy thi, dặn dò tập trung. Thay vào đó, các trường sẽ thông tin cho thí sinh các nội dung liên quan như số báo danh, điểm thi, phòng thi, giờ thi qua mail, trang web hoặc tin nhắn. Các trường sẽ phối hợp bưu điện thành phố, quận, huyện trong việc gửi phiếu báo danh cho học sinh trước ngày 27 tháng 6. Thông tin cho phụ huynh, thí sinh về nộp hồ sơ minh chứng với các trường hợp thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thể dự thi vào ngày 7 và 8 tháng 7 sẽ tham gia thi đợt 2 do nơi ở bị phong tỏa hoặc thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. Sở cũng yêu cầu các đơn vị thông tin cho các thí sinh khi vào điểm thi phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian, rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi, phòng thi, đảm bảo giãn cách khi đo thân nhiệt hay di chuyển lên phòng thi, không tụ tập trao đổi trước và sau khi thi, ra về ngay khi thi xong. Tại các điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các điểm thi phải thực hiện khử khuẩn trước một ngày và sau khi thi, vệ sinh môi trường sau mỗi buổi thi. Các điểm thi sẽ giám sát sức khỏe từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh trước khi vào điểm thi, yêu cầu cán bộ, nhân viên, thí sinh đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại điểm thi, sắp xếp 24 thí sinh một phòng, mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc đảm bảo giãn cách, phòng thi thoáng, không sử dụng máy lạnh, không tổ chức khai mạc kỳ thi. Tổ chức hướng dẫn quy chế thi, kiểm tra thông tin thí sinh tại từng phòng thi, mỗi điểm thi bố trí nhân viên y tế trực và 2 phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp có biểu hiện bệnh. Xa con ruột chưa đầy một tuổi để làm nhiệm vụ, nữ bác sĩ của Bệnh viện điều trị COVID-19 Trương Vương đã dành chính dòng sữa của mình để nuôi một bệnh nhi 7 tháng tuổi có mẹ mắc COVID-19 nặng, đang phải điều trị nơi khác. Hình ảnh này đã gây xúc động mạnh cho những người chứng kiến. Sáng 23 tháng 6, status trên trang Facebook cá nhân Thanh Thúy, trong đó có tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trắng cầm bình sữa cho bệnh nhi COVID-19 bú đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Nữ bác sĩ chủ nhân của trang Thanh Thúy cho biết mẹ cháu bé đi chợ tình cờ tiếp xúc với F0 bị lây rồi về lây luôn cho chồng và 2 con nhỏ. Người mẹ đang bị suy hô hấp nặng nên được điều trị tích cực tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, trong khi người cha và 2 con 7 và 25 tháng tuổi thì được chuyển tới bệnh viện điều trị COVID-19 Trường Vương. Thương người cha bệnh mệt phải thở oxy, các bác sĩ điều dưỡng đã phụ anh pha sữa thay tã đút cho bé lớn ăn, tắm rửa dỗ dành cháu bé mới 7 tháng tuổi. Những người mẹ Trương Vương đã dành thời gian giữa những lần kiểm tra bệnh nhân làm hồ sơ để thay phiên ẩm bồng, cầm bình cho bé bú. Theo các đồng nghiệp từ bệnh viện điều trị COVID-19 Trương Vương, chị chính là nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Từ ngày cách ly để làm nhiệm vụ, chị Thúy thường phải vắt sữa bỏ đi để mong duy trì dòng sữa, đợi ngày về sẽ tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới vẫn xuất hiện trong ngày. Tuy nhiên, một số thanh niên vẫn có hành vi tụ tập đông người, đồng thời có những việc làm nguy hiểm và cố tình vi phạm quy tắc phòng chống dịch tại địa phương. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 6 tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và được camera an ninh nhà dân gần hiện trường ghi lại. Theo hình ảnh ghi lại trong clip, vào thời gian trên, nhóm thanh niên tụ tập đi dọc ngõ, không đeo khẩu trang, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh và vứt đồ vào nhà dân. Thanh niên đi cuối cùng sau đó còn đổ xăng xuống đường, châm lên một đốm lửa. Chưa dừng lại ở đó, đi được một đoạn, thanh niên này tiếp tục dùng xăng viết chữ xuống đường rồi châm lửa đốt để hiện rõ dòng chữ. Vài giây sau đó, phát hiện thấy camera, thanh niên dùng chân dập tắt ngọn lửa. Nhưng lúc này, mặt đường nhựa đã in rõ dấu vết của dòng chữ mà anh ta đã viết trước đó. Không biết sau khi đi khỏi tầm ngắm của camera, nhóm thanh niên còn tiếp tục thực hiện hành động nguy hiểm ở đoạn đường sau đó nữa hay không. Chưa rõ mục đích nhóm người tụ tập ra đường làm gì, nhưng việc làm nguy hiểm và cố tình vi phạm quy tắc phòng chống dịch tại địa phương của nhóm thanh niên đáng bị lên án xử phạt. Không có chỗ để xe, một gia đình đã làm chuồng rồi đổ ngay bên đường như thế này. Và sự việc này đang khiến cho cộng đồng mạng xôn xao.
Theo hình ảnh được chụp lại, xung quanh chiếc xe hàng bằng khung sắt có cả mái tôn che mưa che nắng. Có lẽ gia đình này không có chỗ đổ xe nên mới làm như thế này. Tuy nhiên, chẳng ai bênh vực được việc làm lấn chiếm đường và tạo nên hình ảnh xấu như vậy. Nhiều dân mạng đã đưa ra bình luận khác nhau, đa số đều cho rằng đường của người ta mà làm như sân nhà mình như vậy là không ổn. Số khác nghĩ phải có hình phạt nhắc nhở, nếu không gia đình nào cũng quyết tâm làm chuồng đổ xe thế này thì rất kém an toàn cho người tham gia giao thông. Camera tại nhà một hộ dân ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi lại cảnh trộm vô cùng hy hữu. Một nam thanh niên đã phải khiến cho gia chủ tốn tiền nước khi thản nhiên trộm dây gắn vòi xịt nước mang đi mà không hề suy nghĩ đắn đo. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, nam thanh niên đi xe quay dừng trước cửa một nhà dân. Sau đó anh ta đi vào vặn vòi nước để rửa tay. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh ta không tháo dây gắn vòi xịt nước mang đi, khiến cho nước của nhà dân chảy suốt đêm mà không ai hay biết. Tuy tài sản không đáng giá bao nhiêu, nhưng hành vi này gây lãng phí nguồn nước, làm cho nhiều người bức xúc. Hôm qua, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI gửi kiến nghị lên Thủ tướng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất hạ dần lãi suất tiền gửi Việt Nam đồng về 0% trên một năm. Theo VAFI, tiền gửi Việt Nam đồng cho kỳ hạn ngắn hạn và trung hạn đang ở mức từ 3,5 đến 6,2% một năm là rất cao so với các nước và dẫn đến lãi suất cho vay cũng cao hơn, trở thành bất lợi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như đông đảo người tiêu dùng thuộc đối tượng thu nhập thấp và trung bình. Trong khi các nước Âu, Mỹ, các nước Đông Âu đều có mức lãi suất tiền gửi nội tệ, ngoại tệ 0% một năm. Thậm chí một số nước còn duy trì lãi suất âm, thu phí tiền gửi nhằm bảo đảm lãi suất cho vay cực thấp 2-5% tùy thuộc đối tượng vay và thời hạn vay. Các nước trong khối ASEAN như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore cũng đang có lãi suất tiền gửi ngắn hạn cho nội tệ ở mức 0%, lãi suất tiền gửi dài hạn trong khoảng từ 0,2% đến 0,7% một năm. Lãi suất tiền gửi và cho vay tại Việt Nam vẫn còn rất cao do chưa có hệ thống giải pháp kiểm soát dòng tiền tiết kiệm và dòng tiền nhàn rỗi để hướng nó vào các kênh đầu tư có lợi cho nền kinh tế, đồng thời cũng ngăn chặn được nó chảy vào các kênh không có lợi cho nền kinh tế như chảy vào thị trường bất động sản hay vào ngoại tệ. Do đó, VAFI kiến nghị các giải pháp để đưa dần lãi suất tiền gửi về mức 0% một năm như Bộ Tài chính xây dựng luật thuế tài sản theo hướng hạn chế dòng tiền đầu cơ chảy vào thị trường bất động sản, đồng thời kiểm soát để không cho tăng giá đất, áp dụng thu thuế tài sản lũy tiến từ căn nhà thứ hai trở đi với phương châm ban đầu có thể ở mức thấp, đủ để ngăn ngừa dòng tiền đầu cơ, sau đó tăng dần như thông lệ các nước. Các giải pháp này là điều kiện tiên quyết để hạ nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Mới đây, các nhà nghiên cứu cảnh báo vào năm 2080, gần 27 triệu người ở Bắc Mỹ có thể nhiễm bệnh Leishmaniasis, căn bệnh có thể gây lở loét da và làm tổn thương nội tạng nếu những biện pháp chống biến đổi khí hậu không được thực hiện quyết liệt. Leishmania sử dụng ruồi cát hút máu làm vật trung gian truyền nhiễm khi lây bệnh cho người, được gọi là bệnh Leishmaniasis. Chúng có thể gây lở loét da và làm tổn thương nội tạng. Loại ký sinh trùng đơn bào ăn thịt này đã hoành hành ở Nam Mỹ và đang mở rộng lên phía Bắc với một số ghi nhận ở bang Texas, Oklahoma và Florida. Ký sinh trùng Leishmania có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở châu Âu nhưng đã được tìm thấy ở châu Á, châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các trường hợp phát sinh ở Mỹ đến nay đều là người nước ngoài đi du lịch. Bệnh Leishmaniasis ở da thường tự lành mà không cần điều trị nhưng có thể mất nhiều năm và để lại sẹo. Thế giới vẫn chưa có vaccine hoặc thuốc phòng ngừa cho người. Tuy nhiên, có thể ngăn ngừa ruồi cát truyền bệnh bằng cách sử dụng màng khi ngủ, bình xịt hoặc vòng cổ tẩm thuốc diệt côn trùng. Rất khó để xác định tỷ lệ mắc Leishmaniasis hiện nay do nhiều người nhiễm bệnh thầm lặng và không bao giờ phát triển các triệu chứng. Dạng bệnh ở da được cho là ảnh hưởng khoảng 700.000 đến 1.200.000 người trên toàn cầu mỗi năm và dạng nội tạng ảnh hưởng đến 100.000 đến 400.000 người hàng năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.